Nam giới sống, thói quen buổi sáng và buổi tối giúp anh em ngày một tốt hơn. Anh em đã nằm lòng những thói quen giúp cải thiện cuộc sống của mình chưa? Thói quen buổi tối. Tôi sẽ giúp các ông gom lại những thói quen buổi tối để ngủ ngon, mơ đẹp và quan trọng là nạp lại đủ pin cho ngày làm việc hôm sau. Sau cả một ngày ngồi trước màn hình máy tính, dưới điều hòa, hay đối với những ông phải giải người ngoài trời thì việc đầu tiên cần làm là thực hiện các bước làm sạch da mặt và cơ thể trước khi lên giường đi ngủ. Nên xem 5 bước grooming cần thiết để giữ phong độ cho đàn ông. Thói quen grooming buổi tối nào? Uống tối thiểu 2 lít nước. Tắm nước ấm. Nên xem 5 thói quen nên làm trước khi đi ngủ để da sạch mụn. Tôi đảm bảo nếu biến những việc trên thành thói quen thì anh em sẽ chỉ mất chừng 20-30 phút, đổi lại kết quả cảm thấy rất sảng khoái, ngủ ngon hơn và trẻ lâu hơn. Tắt thiết bị điện tử, chuẩn bị mọi thứ. Hãy chuẩn bị sẵn giày, quần áo và tất cả những thứ như bóp tiền, chìa khóa xe và tài liệu cần đem ở một nơi cố định. Bởi vì đôi khi chẳng thể nhớ hôm qua mình đã vứt lung tung mọi thứ một nơi ở đâu đâu. Và tất nhiên, một buổi sáng bắt đầu như vậy thì quả là tồi tệ. Nên xem, đàn ông làm gì sau 8 giờ tối để bớt nhạt, cố định giờ đi ngủ và thức dậy. Chỉ cần tập đi ngủ đúng 9 giờ tối và thức dậy đúng 5 giờ sáng trong vòng 2 tuần, anh em sẽ ngạc nhiên khi thấy bản thân buồn ngủ và thức dậy đúng vào hai thời điểm đó mà không cần báo thức. Muốn ngủ ngon hơn mỗi tối, anh em nên tập cố định giờ giấc đi ngủ và thức dậy. Nên xem 10 thói quen quyết định 8 tiếng giấc ngủ của anh em. Nghe một vài bài hát nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Nên xem list nhạc Việt chiều cuối tuần cho đàn ông độc thân. Thói quen buổi sáng. Good morning anh em. Để có một khởi đầu tốt đẹp, buổi sáng luôn luôn bắt đầu với những suy nghĩ tích cực, đọc một câu quote hay xem một clip lấy động lực. Nên xem, ngoài uống cà phê, đàn ông nên làm gì vào lúc 7 giờ sáng. Nên xem, 7 kênh YouTube Việt đàn ông nên theo dõi ngay lập tức. Lợi ích của việc tự chuẩn bị bữa sáng. Tự chuẩn bị bữa sáng thay vì ăn ngoài sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được từ 10.000 đến 40.000 đồng mỗi ngày. Nó cho phép mình kiểm soát khẩu phần dinh dưỡng và cả vệ sinh an toàn thực phẩm. Lên công ty, anh em cũng đỡ phải suy nghĩ hôm nay ăn gì, chỉ tập trung làm việc thôi. Nên xem, thực đơn bữa sáng cho đàn ông độc thân giá chỉ từ 10.000 mà vẫn ngon lành. Trên đây là những thói quen cơ bản vào buổi sáng và buổi tối giúp các ông duy trì được phong độ của bản thân. Các ông cũng cần lưu ý tránh những thói quen xấu dễ mắc phải mà tôi liệt kê bên dưới nhé. Nên xem, thói quen tệ hại buổi sáng khiến phong độ tụt dốc.